Đây là mặt dây chuyền hình túi tiền vàng hồng nè cả nhà. Túi giỏ sách nha, túi và túi hiệu. Túi hiệu có khắc hiệu mà mọi người thấy không, có tên thương hiệu, mã code rồi này nọ luôn á. 4.14. 4.14 gam, hai cái này bán tặng 1,5 triệu gam nè bà con. 6.417. 6.417, em có một cái nha. Dễ thương lắm, mặt dây chuyền nhỏ nhỏ xinh xinh vô dây vàng hồng cho nghe ha. Form là form nữ hoàng vàng hồng đẹp dã man luôn, y như xoàng luôn, có một cái gì nhất. Đẹp không nha mình? Ôi mặc ý nè, đẹp ghê gớm luôn. Một cái nha, cái này của Nga 2.92 gam, bán tặng cái người đẹp 1,5 triệu gam, cái này 4.380 ngàn. 4.380. Đẹp không cả nhà, đẹp ghê không? Quá trời đẹp luôn ha, vàng hồng nha. Cái mẫu này là mẫu của hàng thương hiệu đó cả nhà, mọi người coi nè. Coi chiếc nhẫn như thế này nè. Chiếc này của Nga là đường kính 17 mm, ni 11, ni 12 dừa. Ni Mỹ là ni 6, 6 rưỡi nha. 4.37 gam nha, Nga bán nè, tặng 1,5 triệu 50 gam thôi. 6.773 ngàn. 6773 chiếc nhẫn này nha. Nhẫn này mọi người đeo ngón nào cũng đẹp hết, ngón cái cũng đẹp, ngón trỏ cũng đẹp, thấy không? Ngón áp út, ngón giữa gì cũng đẹp, đeo ngón út cũng đẹp luôn. 6773, một chiếc duy nhất là đẹp ghê gớm. Xinh quá xinh luôn các người đẹp ơi. Nữ hoàng vàng hồng, chiếc này của Nga ni 11, ni số 10, số 11 dừa nè. Đường kính 16.5, 16.25, 16 mm là đeo dừa nha. 3.02 gram, bán tặng chiếc này nha, 1,450 gram thôi. 4.379 ngàn, 4.379, ni số 10, 11 đeo dừa.